Nhận định bóng đá Liverpool với Real Madrid. 2 giờ ngày 15 tháng 4, tứ kết lượt về Champions League 2020/21. Dù được chơi trên sân nhà nhưng rất khó để cho Liverpool có thể lật ngược được tình thế trong trận tiếp đón Real Madrid vào giữa tuần này. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Liverpool sẽ có trận tiếp đón Real Madrid trong khuôn khổ lượt về tứ kết cúp C1 châu Âu. Ở trận lượt đi trên sân nhà cách đây một tuần, Real đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1. Trận thua trước Real cũng là trận thua duy nhất của Liverpool trong 5 trận đấu gần đây, trong khi đội bóng giành chiến thắng ở cả 4 trận còn lại. Hiện tại Liverpool đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng của giải ngoại hạng Anh và đang còn cách top 4 đúng 3 điểm. Cuối tuần qua Liverpool cũng đã có được chiến thắng 2-1 trước Aston Villa trên sân nhà. Đây đã là trận thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng tại đây, sau chuỗi 6 trận thua liên tiếp trước đó ngay trên sân nhà. Trong khi đó Real Madrid cũng đã kịp vươn lên đứng thứ 2 tại La Liga với trận thắng trước Barcelona hồi cuối tuần qua. Hiện giờ Real chỉ còn kém đội đầu bảng Atletico đúng 1 điểm và cũng chỉ hơn Barcelona đúng 1 điểm. Điều đáng nói là Real hiện đang sở hữu chuỗi 13 trận bất bại với 6 trận toàn thắng gần đây. Ngay trên sân khách Real cũng thắng 5 và chỉ hòa 1 trận sau 6 lần du đấu gần nhất. Soi tỷ lệ kèo châu Á, với việc được thi đấu trận lượt về trên sân nhà, Liverpool đang được đánh giá là đội cửa trên với kèo chấp đang là 0.5. Tuy nhiên Real hiện cũng đang có phong độ rất cao, ngay cả việc thiếu hụt lực lượng cũng như vắng mặt các cầu thủ chủ chốt cũng không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Real trong thời gian vừa qua. Ngoài ra trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, chiến thắng đều thuộc về Real Madrid. Với việc Liverpool buộc phải chơi tấn công và phải ghi ít nhất 2 bàn thắng nếu muốn đi tiếp, rất có thể họ sẽ lại rơi vào bẫy phản công của đội khách. Thế nên chọn cửa dưới ở trận đấu này có lẽ vẫn an toàn và có cơ sở hơn. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Kèo tài xỉu hiện cũng chỉ ở mức 2.75. Tuy nhiên mặc dù bị đánh giá là đội cửa dưới nhưng chắc chắn Real sẽ không chơi phòng ngự thụ động mà sẽ tận dụng cơ hội để phản công, nhất là khi hàng thủ của Liverpool đang bộc lộ nhiều điểm yếu. Thế nên chọn tài ở trận đấu này có lẽ vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.